Hôm nay chúng ta có gặp một bệnh nhân, đó là Vương Thị Hiển. Em đến từ Kim Giang, Thanh Xuân. Giang có thể Hiển có thể kể về cái quá trình bệnh lý của Hiển được không? Em thì mới xuất hiện đau từ hôm 22 thôi. Đau cái bên trái này này. Thì nó cứ kiểu đau, có lúc nó nhức lên tận mắt này. Mắt nhức thái dương này. Xong đến có lúc thì nó lại kiểu chỉ nhức bình thường thôi. Cũng không rõ lắm, em đi khám. Tại sao em lại nghĩ đến chuyện khám khớp dương hàm để em... Bởi vì em nghĩ là em bị đau răng. Đau răng thì em vào cái phòng khám gần nhà. Thì chị có tư vấn là chụp. Em bảo đau răng nhưng mà đến lúc em nhai thì em vẫn nhai được. Nó đau chỗ khác thì cũng không biết là đau ở đâu, thì cứ vào phòng khám răng hàm mặt ấy. Thì cái phim em đưa cho anh thì chị ấy tư vấn là tìm chỗ ở chuyên sâu về cái răng hàm. Cho nên em chuyển ngay. Đúng rồi. Thì hôm nay anh sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta ở đây thì một cái trường hợp rất là hay trong cái vấn đề của chị Hiển. Như vậy là gì? Thường ở ngoài kia thì chúng ta thấy rằng là các bác sĩ chúng ta rất là ngại điều trị khớp dương hàm. Đấy là cái tâm lý chung. Tâm lý chung là chúng ta nhiều khi chúng ta có thể là chúng ta không chẩn đoán ra, mà chúng ta thấy rằng cái việc mà điều trị khớp dương hàm rất là khó. Nên là nhiều khi chúng ta làm sao? Chúng ta không có sàng lọc kỹ bệnh nhân. Bởi vì sao 10 bệnh nhân mà chuyển đến anh ấy thì thường là chỉ có khoảng 3 đến 5 bệnh nhân là có vấn đề về khớp dương hàm thôi. Còn đâu là gì? 50% thì lại có vấn đề khác. Đấy, vậy hôm nay thì bác sĩ Trung cũng chia sẻ cho anh chị em phòng khám của mình. Thứ hai là cũng muốn chia sẻ cho tất cả anh chị em đồng nghiệp của mình về cái bệnh lý khớp dương hàm này, để chúng ta làm sao có thể làm sao chẩn đoán từ xa được, hoặc là chúng ta có thể là gì? Chẩn đoán hàng ngày được. Và khi chúng ta phát hiện ra, nếu chúng ta không điều trị thì chúng ta mới chuyển, thì thứ nhất là gì? Cho bệnh nhân đỡ vất vả. Bởi vì có những bệnh nhân bay từ Đà Nẵng, có bệnh nhân bay từ Sài Gòn, có những bệnh nhân thì đi từ Vinh, Nghệ An, có những bệnh nhân từ trên bãi Tây Bắc. Người ta đi mất khoảng 12 tiếng mà đến gặp anh thì anh lại đưa ra những cái giải quyết rất là đơn giản như vậy. Vì vậy là gì? Cái việc mà chúng ta chẩn đoán khớp dương hàm thì nó cần một cái gọi là cái quy trình, và nó thực sự rất đơn giản. Nếu mà khi chúng ta làm rồi thì cái việc này nó không có khó, nên là các em phải chú ý rằng là bản thân chúng ta là bác sĩ tổng quát, chúng ta cũng thể loại trừ được, và chúng ta có thể giúp cho bệnh nhân rất là nhiều trong cái phương diện là gì? Không phải điều trị mà phương diện làm sao? Đi lại và tâm lý. Như vậy là gì? Hôm nay một bệnh nhân là gì? Ở Hà Nội thôi, nhưng mà bệnh nhân đến với chúng ta là có những triệu chứng là gì? Người ta đau ở cái vùng má bên phải, bên trái này, đúng không? Chúng ta thấy là bệnh nhân đau khoảng 3-4 ngày nay và đi khám, và bác sĩ định hướng đến việc thái dương hàm và chuyển qua bác sĩ Trung. Thế vậy thì chúng ta bắt đầu chúng ta tiếp cận bệnh nhân khớp thái dương hàm, chúng ta có nghĩ bao giờ đấy là khớp thái dương hàm không? Đấy là câu hỏi đặt ra đầu tiên, đúng chưa? Và chúng ta có quy trình chẩn đoán như thế nào để chúng ta làm sao sàng lọc và chúng ta bắt đầu chúng ta vào điều trị? Và chúng ta phải hiểu rõ về cơ chế bệnh sinh, về làm sao phân loại của nó, và cơ chế bệnh sinh và cách thức điều trị, cách tiếp cận của khớp thái dương hàm. Thì từ đây thì chúng ta làm sao mới làm sao điều trị cho nó tốt được. Và chúng ta điều trị như thế nó rất là đơn giản và theo lộ trình. Và khớp thái dương hàm càng ngày, với quan điểm của anh thì bây giờ nó sáng tỏ lắm rồi. Bây giờ gần như là tất cả nhà mình hay bác sĩ Trang cũng làm rất là đơn giản rồi, đúng không? Và cái quá trình đó nó làm rành mạch, rất là rành mạch. Và gần như là tất cả những cái chẩn đoán của chúng ta gần như là chính xác. Và chúng ta làm sao chỉ theo dõi và tiếp tục đi theo dõi những cái triệu chứng khác thôi. Vậy bây giờ bệnh nhân đến với chúng ta triệu chứng như thế, thì đúng là nếu ngày xưa chúng ta không biết, chúng ta cũng nghĩ làm sao? Kiểm tra không thấy đau răng, tự nhiên thấy đau thấy má bên trái, thì đương nhiên là anh của 10 năm trước cũng nghĩ đến thái dương hàm. Nhiều khi là chuyển viện xong, nhiều khi người ta lại cho uống thuốc hoặc làm gì đó, xong lại về theo dõi và cứ nghĩ rằng là bị thái dương hàm bệnh nhân, đúng không? Ở đây bệnh nhân đến chúng ta thì cái việc đầu tiên mà chúng ta thấy là gì? Đầu tiên chúng ta thấy là cái phần dịch tễ của thái dương hàm đấy. Chúng ta phải hiểu về dịch tễ của thái dương hàm. Thì cái bệnh này lại thường gặp ở cái độ tuổi rất là trung, tầm khoảng 20 đến khoảng 40 tuổi, hoặc 25 đến 45 tuổi. Nghĩa là nó khoảng giữa cái thời gian mà chúng ta thấy là cái thời kỳ mà là gì? Của cái phát triển con người. Thứ hai là tỷ lệ chúng ta để ý là gì? Bác Trang thấy là cái tỷ lệ nam và nữ thì là cái tỷ lệ nó gặp là bao nhiêu? Nữ cao hơn. Đúng rồi. Nghĩa là tỷ lệ nữ gặp rất nhiều so với nam giới. Bởi vì trong hồ sơ của chúng ta thấy là gì? Cũng thể hiện trên cái hồ sơ khám khớp hàng ngày của chúng ta là gì? Tỷ lệ nữ rất nhiều và tỷ lệ nam làm sao? Rất ít. Đấy là đương nhiên về mặt dịch tễ học chúng ta nhìn ra được. Tại sao sau này chúng ta học là gì? Sau này chúng ta tìm hiểu về cấu trúc giải phẫu thì chúng ta mới giải thích được là gì? Tại sao trẻ nó lại không bị? Ít bị nha, chứ không phải là không bị. Và tại sao là sau 60 tuổi nó lại giảm xuống? Thì trong cái phần cấu trúc giải phẫu và cái vấn đề phát triển của cái cấu trúc giải phẫu
thì anh sẽ hướng dẫn cho anh chị em biết rằng là gì, tại sao nó có cái trường hợp như vậy, thì chúng ta biết về về mặt dịch tễ. Thứ hai là chúng ta vẫn tiếp tục về về cái mặt là gì, chẩn đoán vật bệnh học của nó, thì cái triệu chứng mà của thoát vị hành hàm của chúng ta thì gồm những cái triệu chứng nào? Nó gồm có đau, có gì, tiếng kêu khớp, cái thứ ba là gì, rối loạn vận động. Nghĩa là chúng ta phải nhớ ba cái triệu chứng điển hình của khớp thoát vị hành hàm là gì: đau, tiếng kêu khớp và rối loạn vận động, đúng chưa? Nghĩa là gì, rối loạn vận động là gì? Mở miệng khó này, hoặc là gì, dích dắc này, những cái việc là cản trở cắn này, đấy là cái mà việc là gì, rối loạn vận động. Đau là gì, cái đau bình thường của bệnh nhân, đúng chưa? Đấy, tiếng kêu khớp là tiếng mở ra hoặc đóng vào, tiếng kêu cục hoặc lạo xạo, nghĩa là tiếng bất thường làm cho bệnh nhân phải đi khám. Thì đấy là ba triệu chứng mà chúng ta phải nhớ được là gì về mặt thái dương hàm. Thế vậy bây giờ cái về mặt nguyên nhân của khớp thái dương hàm thì nó có những nguyên nhân nào? Thì chúng ta phải chia làm ba cái nguyên nhân chính, ba nguyên nhân chính, nghĩa là ba yếu tố chính. Nghĩa là anh thường chia là gì, chia làm ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố toàn thân. Toàn thân. Ví dụ bệnh hệ thống miễn dịch người ta cũng có thể bị. Thứ hai là ví dụ một người bị viêm đa khớp. Viêm đa khớp thì cái khớp thái dương hàm này nó có phải là khớp của một con người không? Nghĩa là cứ người nào viêm từ hai khớp lớn trở lên thì người ta gọi là viêm đa khớp. Thì khớp thái dương hàm không loại trừ khỏi cái cơ thể của chúng ta là cơ thể chung là khớp. Vậy là gì, cái toàn thân của nó cũng có thể là bị. Cái yếu tố thứ hai đó là trục tâm lý hay là yếu tố tâm lý của chúng ta. Ví dụ chúng ta là stress, chúng ta lo lắng, chúng ta tâm lý, nghĩa là những cái nhóm tính cách khác nhau thì chúng ta có những cái tính cách khác nhau, đúng không? Vậy là cái trục tâm lý như thế. Ví dụ có những bệnh nhân đến với chúng ta là gì, đi khám 10 nơi, 20 nơi, 30 nơi và điều trị nhiều cái sâu cho anh là gì, 10 cái máng, 20 cái máng ra để điều trị. Vậy là mình biết được bệnh nhân này cứ điều trị ở đây một lúc đi. Cái trục thứ ba đó là một trục về mặt cấu trúc. Cấu trúc của chúng ta thì gồm có 4 yếu tố. Thứ nhất là chúng ta có cái hàm răng, được chưa? Trên hàm răng có xương, được chưa? Trên chỗ này lỗ tai của chúng ta có khớp, và chúng ta có hệ thống gì để nâng cơ. Như vậy là chúng ta về mặt cấu trúc của cái khớp tấn bộ ngắn nhai, chúng ta có cơ này, xương này, răng và khớp. Như vậy là gì? Từ cái vấn đề yếu tố này thì chúng ta bắt đầu mới đi phân loại và chúng ta làm bệnh án, chúng ta chẩn đoán. Như vậy là gì? Trước khi mà xác định là bệnh nhân khớp thoát vị hành hàm để chúng ta khám, thì nhiệm vụ đầu tiên là nhiệm vụ loại trừ, chứ không phải là nhiệm vụ là gì, đi khám bệnh khớp thoát vị hành hàm. Loại trừ là gì? Loại trừ những cái vấn đề gì bác cha? Khi mà bị tâm lý ạ. Không, anh chưa nói về cái mặt khớp thoát vị hành hàm. Bây giờ loại trừ là loại trừ không phải bệnh khớp thoát vị hành hàm, nó gồm những cái thứ gì? Là những bệnh lý xung quanh thái dương hàm. Đúng rồi, xung quanh thái dương hàm. Ví dụ là chúng ta có viêm nhiễm, chúng ta có ung thư, chúng ta có mắt, chúng ta có tai, đúng không? Chúng ta có những cái áp xe răng khôn, chúng ta có những cái viêm ống tai ngoài, thì những cái đó hoặc là những cái răng viêm tủy, nghĩa là những cái triệu chứng đó là thuộc về cái những cái vấn đề của chữa răng hoặc là chuyên khoa khác. Nghĩa là chúng ta phải tìm ra. Nên là 10 bệnh nhân đến với anh thì 5 bệnh nhân là chúng ta đã loại trừ toàn những nguyên nhân khác. Thì hôm nay tí chúng ta sẽ xem là gì. Anh dựa trên cái cấu trúc mà gì, anh phân loại như thế này và anh chẩn đoán như này thì anh đã loại trừ những cái vấn đề gì và anh sẽ tiếp tục định hướng được điều trị như thế nào. Thì nó rõ ràng rành mạch lắm, chứ không phải là ví dụ như là đấy là mình không tìm được nguyên nhân thì mình bảo bệnh nhân là gì, ôi về theo dõi đi, uống thuốc đi. Vậy uống thuốc gì, điều trị như thế nào, theo dõi lộ trình ra sao, chúng ta không biết được, đúng không? Vậy là gì, cái việc đầu tiên chúng ta phải loại trừ đó không phải là của bệnh lý khớp thoát vị hành hàm. Khi mà chúng ta loại trừ hết, ví dụ bệnh nhân cao răng cũng có thể gây viêm nhiễm, đúng không? Nha chu viêm nhiễm chúng ta phải làm sạch. Những cái chân răng chúng ta phải loại bỏ. Những cái răng khôn, những cái răng sâu chúng ta phải làm sao loại trừ. Những cái cản trở cắn chúng ta có thể là gì, xem có phần cản trở cắn thì chúng ta có thể làm và cho vào phần khớp cũng được. Nhưng mà vấn đề là ví dụ răng khôn mọc lệch, răng khôn vào tủy, đúng chưa? Những cái viêm vênh cuống đấy, rồi những cái viêm xoang, rất là nhiều những thứ, rồi là những cái viêm ống tai ngoài, chúng ta phải loại trừ tất cả những nguyên nhân đó để làm sao chúng ta loại trừ được rằng là gì, cái này nó không lẫn sang. Và khi chúng ta loại trừ xong thì chúng ta mới làm gì, bệnh nhân vẫn còn những cái triệu chứng đó thì chúng ta mới tập trung vào bệnh nhân này có đau, có rối loạn vận động, có tiếng kêu khớp. Vậy là chúng ta thấy rằng đây là bệnh lý của khớp thoát vị hành hàm thì chúng ta mới tập trung vào điều trị. Và khi điều trị này thì nó xem là cái trục nào là trục mà chúng ta cần điều trị, hoặc là yếu tố nào chúng ta cần điều trị, yếu tố toàn thân, yếu tố tâm lý hay là yếu tố là gì, cấu trúc của cái khớp cắn của mình điều trị. Vậy trong cấu trúc thì điều trị cái gì? Chúng ta điều trị một thứ ở một yếu tố đấy hay là điều trị liên hợp cả ba yếu
yếu tố, đó là cái mà chúng ta phải biết được, chúng ta phân tích. Ví dụ như chúng ta là gì, chúng ta bảo là bị đau rất dây hàm, chúng ta đừng tập trung vào đây, đúng không, xem là ở đây nó có bị hay không, hay nó chỉ ở bị cơ, đúng không, hay là nó ở bị ở đĩa, hay là bị mô sau đĩa, hay là nó bị ở một cái dây chằng nào đó. Nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu đi chẩn đoán dần, bắt đầu loại trừ dần thì chúng ta sẽ tìm được nguyên nhân. Như vậy là gì, với trên bệnh nhân này chúng ta thấy là chúng ta bắt đầu loại trừ trước, đúng chưa? Với những triệu chứng như thế, đầu tiên bệnh nhân không có gì, không có tiếng kêu, không có rối loạn vận động, đúng chưa? Bệnh nhân vẫn ăn nhai, vẫn ngủ bình thường, đúng chưa? Bệnh nhân chỉ đến là gì, việc này gì, em đau ở cái phần má này và em đi khám ở một nơi khác và bị làm sao chẩn đoán là gì, hướng tới thái dương hàm. Ok, chúng ta vẫn ghi nhận cái triệu chứng đó và cái đó cũng là một cái hướng đến. Nhưng mà chúng ta bắt đầu gì, đau nhưng mà lên tới mắt. Có nghe triệu chứng của bệnh nhân đấy không, đau tức lên đây không nghe? Có. Thấy hay không, khi mà anh bắt đầu là gì, anh biết như thế và anh nhìn vào trên hệ thống phim và bắt đầu chúng ta bắt đầu đi tìm nguyên nhân. Vậy là gì, trên bệnh nhân này có điển hình của thái dương hàm không, có điển hình không? Không. Cộng với bệnh sử của bệnh nhân chúng ta khai thác, cộng với hệ thống gì, chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán hình ảnh chúng ta thấy là gì, ok, khớp vẫn bình thường, hệ thống răng bình thường, tất cả các cấu trúc răng gần như bình thường, khớp tròn ve, khe khớp nó sáng hoàn toàn, ok. Thì cái việc bây giờ chúng ta bắt đầu là loại trừ, nhưng chúng ta bắt đầu nhìn ở đây là gì, chúng ta nhìn vào lát cắt xoang, chúng ta chụp. Một bên xoang làm sao mở hết, một bên xoang trong veo, đông bên trái không, kín đặc. Và bắt đầu hỏi lại bệnh nhân này, bệnh nhân có bị tịt mũi không, để hỏi xem là có bị tịt mũi hoặc là chảy dịch mũi tí không. Mấy ngày nay em có bị có, hiện có. Trước đấy là có, hôm nay thì em mẹ đỡ. Nghĩa là gì, trước đó nó bị làm sao, nó bị thì nó bắt đầu là chúng ta thấy là gì, nó sẽ liên quan đến bệnh lý tai mũi họng. Vậy từ bệnh lý xoang chúng ta phải hỏi lại thêm triệu chứng này. Bình thường chúng ta sẽ có hỏi triệu chứng này không, bỏ quên. Nhưng mà khi nào bệnh án anh sẽ bắt đầu anh hỏi lại bệnh nhân, vậy nó có logic là vấn đề của xoang không. Việc chúng ta hướng tới là ở loại trừ nguyên nhân của khớp, chúng ta hướng tới cái việc là gì, bệnh lý ngoài khớp, ngoài thái dương hàm. Thì lúc này chúng ta chẩn đoán nó là gì, theo dõi cái xoang này đã. Chúng ta có loại trừ hết là khớp không? Không. Bác sĩ mà chuyển đến cho chúng ta, đúng, em hiểu không? Nhưng mà chúng ta lấy cho bác sĩ có thể giữ lại những bệnh nhân này để theo dõi. Sau một tuần chúng ta chụp, chúng ta làm sao chẩn đoán cho bệnh nhân dựa trên các triệu chứng lâm sàng, chúng ta phải làm sao phân loại được nó. Chúng ta bảo anh nghĩ đến một cái viêm xoang, đúng chưa, điều trị theo hướng viêm xoang hoặc chuyển bác sĩ tai mũi họng để bác sĩ tai mũi họng bơm rửa mũi rồi tất cả mọi thứ để điều trị cái mũi này. Thì là gì, sau một tuần hai tuần chúng ta đánh giá lại, nếu mà hai tuần nữa mà bệnh nhân không hết cái triệu chứng này, đúng chưa, chúng ta chụp lại kiểm tra và quay trở lại cái chẩn đoán của mình xem là nó còn kết hợp một nguyên nhân nào nữa hay không. Tiếp tục sau đó chúng ta lại chẩn đoán lại xem rằng là có chính xác hay không. Nếu mà lần sau chúng ta đến là bệnh nhân có những cái triệu chứng khác, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại cái chẩn đoán và phải tìm ra. Và đến cuối cùng là khi mà tất cả các triệu chứng ở nơi khác mà nó không có chẩn đoán là được, thì chúng ta mới quay trở lại cái việc là đau cơ hay là đau khớp của mình. Thì lúc này chúng ta mới tập trung gọi là rối loạn thái dương hàm, được chưa? Như vậy là gì, cái việc mà chúng ta chẩn đoán nó gồm có chẩn đoán loại trừ và chẩn đoán gì, xác định. Đầu tiên chúng ta phải loại trừ hết tất cả các bệnh lý xung quanh, bệnh lý toàn thân, tất cả mọi thứ. Từ đây chúng ta là ví dụ không may bệnh nhân này đến với chúng ta ví dụ như là về khớp thật, thì chúng ta lại làm sao chẩn đoán. Vậy là bắt đầu chúng ta chẩn đoán khớp này thì do cơ hay là do xương hay là do yếu tố tâm lý hay do yếu tố toàn thân, chúng ta chẩn đoán. Từ đó chúng ta sẽ phối hợp, chúng ta kết hợp và chúng ta đưa ra hướng điều trị. Thì bây giờ điều trị nó có mấy cái hướng, một là gì, tâm lý, hai là vật lý trị liệu, thứ ba là chúng ta có thể uống thuốc, thứ tư chúng ta có thể làm máng kết hợp để chúng ta điều trị, cái thứ năm chúng ta có thể phối hợp với chỉnh hình rồi là gì, phẫu thuật. Đó là những cái nấc neo thang của điều trị khớp thái dương hàm. Nhưng mà là gì, tất cả hãy nhớ là gì, trên nền một cái khớp cắn tự nhiên, đó là con người của chúng ta này tồn tại, ví dụ như sinh năm 90 chẳng hạn, chúng ta thấy không có răng giả, đây được gọi là khớp cắn tự nhiên. Con người đã được hình thành khớp cắn tự nhiên trong vòng 33 năm qua. Rõ ràng là gì, cái việc mà xáo trộn khớp nó không phải đơn giản chỉ một ngày, ngày hai, đúng không? Và cơ thể nó có thể thích nghi và chúng ta sẽ điều trị theo hướng thích nghi của con người, chứ không phải là xâm lấn. Nguyên tắc của điều trị thái dương hàm là gì? Bảo tồn và hoàn nguyên. Nên là điều trị thái dương hàm là chúng ta là gì? Không có xâm lấn vào cái cơ thể của bệnh nhân. Chúng ta chỉ bảo tồn và hoàn nguyên. Đấy là cái nguyên tắc mà điều trị. Chúng ta không thấy là bệnh nhân này gì
cắn sập hoặc là răng khe cửa làm phục hình vào ngay. Đấy là cái chúng ta sai. Nghĩa là nguyên tắc là gì? Hoàn nguyên và bảo tồn. Vậy quay trở lại cái ca của Hiển ở đây thì chúng ta thấy là gì? Sau khi mà anh đã xác định loại trừ nguyên nhân thì anh thấy rằng là gì? Cái việc của nó không phải tập trung vào thái dương hàm mà tập trung vào cái xoang. Hiển hình đúng không? Nghĩa là triệu chứng lâm sàng của em là xoang. Trên cái vấn đề phim cắt lớp của em nó xoang, nó đặc kẹt này. Em để ý bên này trong không? Vâng. Bên này của em bên trái nép này, right này. Hoàn toàn trên cái vấn đề khớp của em cắt thì là gì? Các cái khe khớp tốt, các cái vấn đề đầu khớp tốt, không có vấn đề là tiêu, không có vấn đề gì, khe khớp rộng 3-4 mm, đúng không? Vậy là bệnh nhân nhiều khi nặng mặt ở đây, chúng ta sẽ điều trị theo hướng xoang và chuyển bác sĩ tai mũi họng để bác sĩ tai mũi họng sẽ theo dõi cho em hút mũi, thì tí nữa anh sẽ hướng dẫn em bác sĩ tai mũi họng. Đấy, để anh có một bạn 108 thì em có thể khám tai mũi họng để em có thể loại trừ nó. Em đau cái phần này mà xoang vẫn đau. Đúng rồi, nó đau nó lan, hiểu chưa? Bởi vì sao? Cái dây năm của chúng ta nó đặt 3 nhánh này, đúng không? Nó đau nó thể đây, nó phải đau lan đây, không có sao cả. Nhưng vấn đề chúng ta xác định loại trừ nguyên nhân từ đây, từ xoang. Sau này chúng ta bắt đầu mới quay trở lại chúng ta để điều trị. Nếu mà thật sự nó là khớp thì chúng ta mới là gì? Thăm khám kỹ hơn nữa, chúng ta khám cơ nữa, đúng không? Và hôm nay anh cũng vừa hướng dẫn bác Trang thêm là chúng ta sẽ khám thật kỹ như vậy để chúng ta làm vào cái hồ sơ của mình để chúng ta chẩn đoán. Chính cái quá trình làm hồ sơ bệnh án và cái quy trình điều trị khớp nó được quy định rõ ràng, nghĩa là quy trình rõ ràng đó, từng bước một từ khi thăm khám bệnh sử đến khi chúng ta làm cận lâm sàng và cái hệ thống chẩn đoán của nó, chúng ta đi theo một cây sơ đồ hệ thống chẩn đoán. Thì các bạn thấy rằng cái việc bây giờ thái dương hàm nó có rõ hơn không Trang? Thực sự nó rõ hơn rất là nhiều ấy. Và sau này các cái khí cụ điều trị nó cũng thực sự nó phần điều trị thái dương hàm nó lại cực dễ. Nó khi mà mình làm ở đây mình thấy là cái phần điều trị của nó thì rất là nhỏ thôi. Nhưng quan trọng nhất là cái hệ thống chẩn đoán và mình đưa nó thành cái quy trình của nó là quan trọng nhất. Thì hôm nay là cái mà anh chia sẻ cho mọi người là về bệnh lý khớp thái dương hàm để cho anh em đồng nghiệp chúng ta cũng có thể là gì? Chúng ta cứ mạnh dạn đầu tiên là chúng ta phải thăm khám kỹ đã. Chứ đừng thấy rằng là cứ đau trên chỗ này là không phải đau răng của chúng ta là chuyển bệnh nhân đi. May bệnh nhân này ở Hà Nội, bệnh nhân này lại bay từ Vinh, bay từ Sài Gòn ra đây nữa thì khổ bệnh nhân bay rất là nhiều. Hoặc là bệnh nhân từ mãi trên gì Tây Bắc, các thứ mọi cái. Nhiều khi bệnh nhân vẫn xuống em, xong là anh giải thích xong lại đi về, không vấn đề gì. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để được giải đáp mọi thắc mắc. Và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần nhé.